trường Đại học Duy Tân, đối với mình thì những câu, từng chữ trong các bài giảng nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân mình khi mà bước chân thực tế vào công việc. Nếu không có Đại học Duy Tân thì chắc chắn sẽ không có mình ngày hôm nay. Trải qua 5 năm học tập tại trường Đại học Duy Tân thì có lẽ là sinh viên nào cũng có sự thay đổi, và em cũng như thế. Thì Duy Tân giúp bản thân em trưởng thành hơn để có được như ngày hôm nay. Nhiên là mình sẽ nhớ về thầy cô và những người đã hướng dẫn mình suốt thời gian học vừa qua. Khoảng thời gian nó có ý nghĩa mình rất là sâu đậm về những thời gian mà thầy cô đã giúp mình trong những quá trình học, gợi nhớ cho mình về những lần sửa bài khá khắt khe của thầy cô. Em chúc cho bản thân mình càng phát triển hơn, mà không những về con đường học vấn mà cũng như sự nghiệp. Mà điều chắc chắn là nếu mà sau này em có học tiếp hoặc học cao hơn thì Duy Tân vẫn là nơi mà em sẽ chọn để quay lại học. Nếu không có Đại học Duy Tân thì chắc chắn sẽ không có mình ngày hôm nay. Nếu không có Đại học Duy Tân chắc chắn là mình sẽ không có được những kiến thức của mình ngày hôm nay. Đối với mình thì những câu, từng chữ trong các bài giảng nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân mình khi mà bước chân thực tế vào công việc. Mình rất là cảm ơn các quý thầy cô tại viện cũng như là cái chương trình đào tạo đã bổ sung cho mình rất là nhiều kiến thức. Trong quá trình mình đi học thì mình đã lựa chọn giữa việc vừa đi học và vừa đi làm. Cái việc đi làm nó giúp mình bổ trợ kiến thức và đưa cái lý thuyết cũng như thực tế nó bổ trợ một cách rất là chặt chẽ với nhau, từ đó giúp mình có thể hiểu được sâu sắc các môn học hơn. Và tất nhiên mà mình không thể nào không lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô được, tại vì các quý thầy cô đã giúp mình liên kết với doanh nghiệp. Mình chưa được đào tạo một cách chính quy, đúng không? Mình chưa có bằng cấp nhưng mà mình vẫn có cơ hội được làm và được trải nghiệm cái môi trường thực tế ở khách sạn. Mình rất là tự hào khi là sinh viên của Duy Tân. Với Duy Tân tạo ra được một cái môi trường học tập rất là năng động, với cái cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, cùng với lại đội ngũ của giảng viên thì rất là nhiệt huyết và tận tình chỉ bảo cho tụi em về cả học tập, rồi là cả những cái sân chơi bổ ích về trau dồi về kỹ năng mềm. Để nói về Đại học Duy Tân thì Đại học Duy Tân là một phần rất là quan trọng để giúp em trưởng thành. Đại học Duy Tân đối với mình thì rất có ý nghĩa với mình. Đầu tiên là tạo ra cho mình được nhiều cơ hội để tiếp xúc với môi trường mới. Và kinh nghiệm thì các thầy cô truyền đạt rất là nhiệt tình, và điều kiện vật chất của Đại học Duy Tân lại rất tốt. Đối với ngành kiến trúc của tụi mình thì về phần mà làm những cái đồ án á, thì có đầy đủ các dụng cụ cho mình thực hiện được các mô hình. Sau khoảng thời gian học ở Đại học Duy Tân thì mình cảm thấy được là bản thân mình đã phát triển hơn và trưởng thành hơn, và còn có và được nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, và mình còn không còn ngại va chạm như hồi xưa mới vào trường. Trải qua 4 năm học đại học tại Duy Tân thì bản thân em có rất nhiều thay đổi. Thứ nhất là về chính bản thân em thì em đã trở nên năng động hơn và ít cực này hơn so với lúc trước. Khoa đào tạo quốc tế có thể nói là một trong những khoa mà đi tiên phong cho việc startup của sinh viên. Nhờ các thầy cô trong khoa mà em đã thể phát triển được sự nghiệp của bản thân, giống như là em hiện tại là chủ một cửa hàng Lila Accessories, và từ đó đã khẳng định được bản thân mình là sau này mình mong muốn cái gì và trở thành điều gì ạ. Mình xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô giáo, toàn thể cán bộ công chức nhà trường cũng như là viện đào tạo và nghiên cứu du lịch đã tạo điều kiện cho em một cơ hội để học tập và trưởng thành tại Đại học Duy Tân. Thì mình cũng xin gửi đến lời cảm ơn về ban giám hiệu nhà trường và khoa đào tạo quốc tế đã giúp mình phát triển bản thân, hoàn thành được tốt nhiệm vụ học của mình trong những năm vừa qua. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa đào tạo quốc tế là cô Huỳnh Linh Lan và thầy Trịnh Lê Tân đã giúp đỡ cho em rất nhiều trong khoảng thời gian đại học 4 năm vừa qua. Và em qua đây xin chúc cho tất cả các thầy cô trong trường cũng như các cán bộ nhân viên càng ngày càng khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp ạ. Sắp sửa phải rời khỏi cái ghế giảng đường của trường Đại học Duy Tân thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý ban giám hiệu nhà trường đã tạo cho chúng em một cái môi trường học tập rất là năng động, và cảm ơn quý thầy cô đã luôn tận tình dìu dắt chúng em với sự nhiệt huyết của mình để chúng em có được như ngày hôm nay. Và cuối cùng thì em xin gửi lời chúc tới quý thầy cô của khoa dược nói chung và nói riêng cũng như là toàn thể quý thầy cô trong trường Đại học Duy Tân một lời chúc sức khỏe, và chúc quý thầy cô luôn nhiệt tình công tác tốt và luôn truyền lửa lại cho các thế hệ sinh viên mai sau.